Nếu bạn giang tay ra hay bạn yêu quý tôi thì tôi lại yêu quý đến với bạn. Còn nếu bạn buông tay tôi ra thì tôi lại gì? Lại buông tay bạn, đúng không anh chị em? Có nhiều anh chị em hiền biết là các anh chị em đi học, nhưng về lại gì? Không có mở vở ra ôn lại bài như này. Không mở vở ra ôn lại bài và không để ý xem là những cái cột hành động của mình, mình ghi vào những cái cột hành động đây, mình có thực hiện được hay không. Đó. Và mình không xu theo, không thu xu theo, không bắt chước y xịt theo thì làm sao mà thành công được. Một điều rất buồn cười nhá, ở ngoài kia kinh doanh ấy thì anh chị em nhà mình cứ nhìn thấy ai mà thành công hay thấy đông khách thì cứ học theo. Nhưng mà có người huấn luyện viên đào tạo các bạn bài bản từ tư duy đến chiến lược và mọi thứ rất là kỹ càng thì các bạn không có học theo, mà những cái gì mà các bạn thấy là kiểu như ăn sổi nhìn thấy trước mắt đấy, chứ các bạn chỉ nhìn thấy bề lỗi thôi á, không nhìn thấy sự bề chìm của thành công, thế là các bạn học theo họ. Giống như hôm nay em ai nhỉ, Phúc ở Hải Dương ấy có nhắn tin, có nói chuyện cả chị Hoàng Hiền. Phúc này có, Phúc ở đấy có không? Phúc ơi, Phúc có bấm cho chị Hiền số 1 nào, Phúc có không nhỉ? Phúc có trong Zoom anh chị em mình gần gần đầu cho Hiền biết cái có không. Phúc Hải Dương này có học không, có học không? Có các bạn gần đầu không, có các bạn lắc đầu cho Hiền xem nào, có học không, có học à? À, Phúc có chia sẻ vào. Chị Hiền ơi, ở cạnh cửa hàng mà em định thuê ấy, người ta bán hàng mới đầu rất đông khách, toàn trên 30 triệu một ngày. Nhưng bây giờ thì người ta không có khách. Đấy, anh chị em mình thấy chưa? Cái đạo đức nghề nghiệp quan trọng không? Không phải đạo đức là nó xấu hay nó tốt cả. Nhưng nó ý nói đây là mình cái sự uy tín và chính trực trong con người bán hàng của mình. Và bắt đầu khi khách hàng, bắt đầu mình mở ra, mình rất là chăm chút nó, mình đưa sản phẩm tuyệt vời cho tới khách hàng. Nhưng dần dần là sản phẩm mình đông khách quá và mình không còn giữ được cái chất lượng như trước nữa, không giữ được cái chất lượng như vậy nữa, và mình làm ẩu đi. Và khách hàng là người rất thông minh, mình cứ nghĩ rằng khách hàng, nếu như mình nghĩ rằng người khác thông minh thì mình, biết là mình rất sợ là mình làm sai trái, vì người khác biết mình làm sai trái thì người đó chắc chắn sẽ thành công. Còn các bạn sẽ cho rằng là khách hàng chẳng biết gì đâu, và khi các bạn đông rồi các bạn không cần họ nữa thì họ cũng sẽ buông tay các bạn thôi. Bởi vì làm sao, đều có cái luật với nhau. Nếu bạn giang tay ra hay bạn yêu quý tôi thì tôi lại yêu quý đến với bạn. Còn nếu bạn buông tay tôi ra thì tôi lại gì? Lại buông tay bạn, đúng không anh chị em? Mình đối xử với khách hàng của mình không ra gì, mình chỉ chăm chăm để lấy tiền cho khách của mình thôi. Và mình không nghĩ tới cái chất lượng của mình cung cấp, uy tín, chính trực, thì khách hàng sẽ bỏ các bạn thôi. Vì khách hàng là nhà vô cùng thông thái. Còn nếu các bạn biết giữ chất lượng cộng với các chiến lược kinh doanh nữa. Bởi vì kinh doanh thì không phải là cứ sản phẩm tốt là các bạn thành công cả. Các bạn phải biết làm các cái chiến lược để được tạo sự uy tín của mình, và phải biết làm marketing nữa. Nên là anh chị em mình kinh doanh bắt buộc phải phát triển bản thân và học về internet marketing. Đó, bắt buộc. Và khách hàng ở đâu thì mình ở đó, và mình sẽ marketing bằng cách là online hay offline. Tức marketing thì không phải là cứ là online đâu, mình phải nghĩa là khách hàng ở đâu thì mình xuất hiện đấy. Thì hôm nay là mình sẽ học hết cái phần tư duy rồi, từ tuần sau là anh chị em mình sẽ bắt đầu sẽ sang cái phần học về internet marketing. Đó, tuần sau là anh chị em mình học về internet marketing rồi. Do vậy là hôm nay về ôn kỹ phần về tư duy đi, để sang buổi sau bắt đầu mình
hiểu được khách hàng của mình. Và lúc đó bắt đầu mình sẽ làm về Internet Marketing nha. Còn nếu như anh chị em mình mà không làm theo đúng những cái gì huấn luyện viên của anh chị em mình làm thì chắc chắn cái thành công sẽ không cao. Bởi vì việc đầu tiên là các bạn mới bước chân vào nghề thì các bạn phải cần có chuyên gia để hướng dẫn các bạn. Và thành công rồi thì sau đó là các bạn mới luyện tập đi. Giống như các bạn thấy đấy, bất kỳ ai sinh ra trên cuộc đời này đã biết đi luôn đâu, đúng không ạ? Họ đều giống nhau là những cái đứa trẻ mà tập đi. Sau đó là đúng không anh chị em? Khi mà mình dạy con mình tập đi, mình đều hướng dẫn nó như thế nào và nó làm theo mình thì đúng, nó thành công đúng không ạ? Và nó phải luôn bám theo tay mình, đúng không anh chị em? Và khi nó bắt đầu nó biết đi rồi, nó có cái kết quả của cái sự tập luyện rồi, thì bắt đầu nó mới dám bỏ tay mình ra một chút thôi. Và nhưng nó vẫn bám tay mình, đúng không anh chị em? Nó vẫn bám tay mình. Và khi nó thành công thực sự rồi, nó biết đi rồi, thì nó mới không cần tay mình nữa và tự nó đi. Vậy thì kinh doanh cũng như vậy thôi. Nếu như các bạn chưa có kết quả, chưa thành công cao thì các bạn phải xu theo 100% người hướng dẫn mình. Và thành công rồi thì các bạn sẽ sáng tạo sau. Còn chưa thành công thì các bạn sẽ chưa thể bỏ tay người huấn luyện viên của các bạn ra được nha. Đó. Và muốn thành công thì anh chị em mình phải luôn luôn đặt những câu hỏi là tại sao, giá trị lắm. Và phải luôn tạo thói quen là có quyền vợ và có chiếc bút chì. Hiền nhắc đi nhắc lại anh chị em là phải có chiếc bút chì trong tay và phải có quyền vợ của mình, và phải đặt xuống những cái câu hỏi mình hỏi. Nhiều khi anh chị em mình cho rằng là anh chị em mình biết trong đầu rồi, nhưng biết trong đầu rồi nó lại biến mất lúc nào không biết. Cứ phải có cái cây bút chì, cây bút. Cứ phải có cây bút và cái trang giấy như thế này thì các bạn mới viết được xuống những cái câu hỏi đây. Hành động của các bạn, đúng không? Nội dung tại sao các bạn muốn, đúng không? Đây tiêu đề đây, các bạn ghi là cái tiêu đề nó là gì, tức là những cái việc mà mình cần làm, các cái tiêu đề đấy. Sau này rồi các bạn giải thích ra đây là tại sao các bạn phải làm nó và ra đây là hành động là gì. Mình phải rõ ràng ra thì các bạn mới thành công được. Và có chiếc bút quyển vợ thì nó tạo cho các bạn cái thói quen học tập và cẩn thận. Và kinh doanh thì nó phải cẩn thận, từng con số, từng chiến lược, từng mục tiêu rõ ràng thì mới thành công được. Đó. Cho nên là phải thực sự phải hiểu. Và hai cái câu hỏi mà Hiền nhắc đi nhắc lại là cực kỳ quan trọng trong suốt cuộc đời các bạn. Trong suốt cuộc đời luôn, chứ không phải là một thời điểm nào đấy, đúng không ạ? Tại sao, đúng không? Tôi là tôi. Tức là sau khi các bạn làm ấy, các bạn viết ra là các bạn đang phải làm công việc này, đúng không? Thế tại sao tôi lại là tôi, đúng không? Tức là tại sao tôi là tôi mà tôi phải đi làm cái công việc này? Mà tại sao không phải tôi không phải là tôi? Hay tại sao tôi không phải làm cái công việc này? Mình luôn đặt cái câu hỏi để nó mâu thuẫn với nhau, để mình mới quyết định là mình làm nó hay mình không làm nó.